Chào mừng các bạn đến với khóa học CNB cơ bản dành cho người mới của HRVN Academy. Tôi là Thành HR sẽ đồng hành với các bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 3 của bài học quy trình xử lý kỷ luật lao động. Khóa học này dành cho ai? Thì khóa học này dành cho những bạn chưa có kinh nghiệm và đang mong muốn tìm hiểu công việc CNB, hoặc là những bạn đang làm tuyển dụng, hành chính, nhân sự tổng hợp, kế toán, có công tác CNB liên quan trong doanh nghiệp. Khuyến nghị để có trải nghiệm tốt nhất với bài học ngày hôm nay. Đầu tiên bạn vui lòng chuẩn bị dùm mình một sổ tay cộng viết để ghi chép lại những nội dung quan trọng, hoặc là bạn có thể sử dụng phần mềm Note trên điện thoại. Khuyến nghị thứ hai, bạn có thể tham khảo là chỉnh tốc độ video lên 1.25 để tiết kiệm thời gian với bài học. Thứ ba là bạn có thể tìm Thành HR trên Internet với từ khóa HRVN Academy. Bạn sẽ tìm thấy trang blog để xem lại các nội dung bài học, kênh YouTube để xem lại các slide bài giảng. Và bạn có thể nghe lại tất cả các nội dung bài học của mình trên tất cả các nền tảng podcast phổ biến hiện nay. Chỉ cần tìm với từ khóa HRVN Academy. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Thành nhé. Bài học quy trình xử lý kỷ luật lao động sẽ có 3 phần. Mình sẽ cùng nhau tìm hiểu các căn cứ pháp lý và quy trình xử lý kỷ luật lao động. Đây là một trong những phần quan trọng trong công tác của người làm CNB. Nếu bạn chưa xem phần 1 và phần 2 thì mình quay lại xem để nắm rõ cơ sở lý thuyết trước khi qua phần 3 này các bạn nhé. Các nội dung chính mà mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Đầu tiên là một ví dụ về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động. Thứ hai, thế nào là tạm hoãn xử lý kỷ luật lao động. Thứ ba, xóa kỷ luật lao động là như thế nào. Thứ tư, họp xử lý kỷ luật khi công ty chưa thành lập công đoàn cơ sở. Và thứ năm, hành vi trộm cắp giá trị bao nhiêu thì bị sa thải. Thì đây là những tình huống mà mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Mình cùng nhau đi vào tình huống đầu tiên là ví dụ về thời hiệu trong xử lý kỷ luật lao động. Như mình đã có nhắc trong bài trước, thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động thì được quy định tại Điều 123 Bộ Luật Lao động 2019. Một ví dụ cụ thể về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động để các bạn hiểu thế nào là thời hiệu kỷ luật lao động ha. Ví dụ ngày 2 tháng 1 năm 2020, nhân viên A tổ chức đánh bạc và rủ rê một số nhân viên khác trong công ty tham gia tại văn phòng công ty dưới hình thức là ăn tiền. Đây là hành vi vi phạm kỷ luật lao động có thể bị sa thải theo Điều 125 Bộ Luật Lao động. Tuy nhiên, đến ngày 1 tháng 2 năm 2021, công ty mới show ra dữ liệu camera và quyết định sa thải nhân viên A với lý do là đã tổ chức và xúi dục đánh bạc trong công ty. Mình quay lại tìm hiểu Điều 123 Bộ Luật Lao động 2019 thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 6 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm. Trường hợp mà hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng. Vậy thì quay lại ví dụ mình kết luận rằng thì công ty xử lý kỷ luật nhân viên A khi đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật là sai quy định. Đồng thời, khi ra quyết định sa thải thì phải tiến hành theo đúng trình tự mà mình đã có trao đổi trong phần 2 của bài học này. Nếu bạn không nắm thì có thể quay lại phần 2 bài học để xem lại quy trình xử lý kỷ luật lao động nhé. Một lưu ý cho các bạn là nếu bị kết luận có hành vi đánh bạc với đầy đủ bằng chứng trong phạm vi nơi làm việc, không phân biệt trong hay ngoài giờ, số tiền nhỏ hay lớn thì người lao động có thể sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là kỷ luật sa thải. Tuy nhiên trong thực tế các bạn thấy thì khi mình đi làm, công ty thường vào những ngày hội hay là những cái ngày sinh hoạt tập thể thì mọi người hay chơi một số hình thức như đánh bài, vui vẻ với nhau. Thì tất nhiên khi công ty
bạn không có vi phạm và công ty tổ chức và những cái hoạt động vui vẻ, thì không phải lúc nào công ty cũng áp dụng hình thức kỷ luật sa thải các bạn nhé. Mình lưu ý đây là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất mà công ty có thể áp dụng, cho nên bạn cũng cần cân nhắc khi mình chơi đánh bạc, có thể là vui trong công ty nhưng mà cũng có thể để lại những cái hậu quả sau này. Thế nào là tạm hoãn xử lý kỷ luật lao động? Mình cùng nhau tìm hiểu một tình huống về tạm hoãn xử lý kỷ luật lao động như sau. Chị B đang mang thai và đã có hành vi làm lộ bí mật kinh doanh của công ty với một người bạn đang làm công ty đối thủ. Công ty nơi chị B làm thì đã có đầy đủ bằng chứng về việc chị B đã gửi những cái thông tin nhạy cảm của công ty qua email cá nhân ra bên ngoài công ty và đã lập biên bản khi phát sinh sự việc. Chị B cũng đã ký xác nhận về lỗi mà mình đã gây ra. Tuy nhiên, căn cứ theo điều 122 và 123 của Bộ Luật Lao động 2019 đã nêu rõ hướng dẫn là công ty sẽ không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động nữ đang mang thai, người lao động nghỉ thai sản và nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Vậy tức là với tình huống này, thì sau khi chị B nuôi con đủ 12 tháng tuổi và trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm này, thì công ty mới có thể lật lại để xử lý kỷ luật. Xóa kỷ luật lao động là như thế nào? Theo điều 126 của Bộ Luật Lao động 2019 đã quy định rõ về việc xóa kỷ luật lao động như sau. Người lao động bị khiển trách sau 3 tháng hoặc là bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 6 tháng hoặc là bị xử lý kỷ luật cách chức sau 3 năm kể từ ngày bị xử lý. Nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật. Ví dụ cho tình huống này như sau. Nhân viên C khi ra công trường không đội nón bảo hộ và đã vi phạm nội quy lao động công ty với hình thức kỷ luật khiển trách bằng văn bản. Và đến 4 tháng sau khi xảy ra sự việc lần trước thì nhân viên C lại vi phạm không đội nón bảo hộ. Vậy thì lần vi phạm này được coi là lần vi phạm lần đầu chứ không phải là tái phạm. Vì sau 3 tháng thì vi phạm cũ đã xảy ra trước đây của nhân viên C đã được xóa theo hướng dẫn của luật các bạn nhé. Họp xử lý kỷ luật khi công ty chưa thành lập công đoàn cơ sở. Theo điều 122 Bộ Luật Lao động 2019 thì khi tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động thì phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên. Vậy thì nếu công ty có công đoàn thì đại diện công đoàn sẽ tham gia. Nhưng mà nếu công ty chưa có công đoàn thì sẽ phải có đại diện người lao động tại cơ sở. Theo điều 3 Bộ Luật Lao động 2019 thì tổ chức đại diện người lao động bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động. Tổ chức của người lao động thì được hiểu là các tổ chức đại diện cho người lao động khác so với tổ chức công đoàn cơ sở. Thì các bạn có thể hiểu nôm na là trong trường hợp công ty chưa thành lập công đoàn thì có thể sẽ có tổ chức đại diện người lao động. Thì các bạn có thể xem xét trong công ty có tổ chức này để mình có thể đưa vào khi họp xử lý kỷ luật lao động để họ có thể đại diện cho người lao động nhé. Thì đây là một trong những điều chỉnh khá linh hoạt mà mình thấy rất là hợp lý trong Bộ Luật Lao động 2019 về hướng dẫn tiến hành xử lý kỷ luật lao động. Hành vi trộm cắp giá trị bao nhiêu thì bị sa thải? Đây là một câu hỏi khá thú vị và nhiều bạn làm CNB quan tâm. Thì để trả lời câu hỏi này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một tình huống ví dụ để có câu trả lời chính xác cho vấn đề này các bạn nhé. Nhân viên D đang ký hợp đồng lao động với công ty có thời hạn 36 tháng ở vị trí phụ bếp. Hợp đồng có được ký từ ngày 2 tháng 1 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Vào ngày 1 tháng 5 2021 thì nhân viên D trong một lần ra ca đã lấy một chai nước mắm và một ký đường bỏ vào giỏ xách cá nhân đem về. Nhưng ra đến cổng thì bị bảo vệ công ty phát hiện và lập biên bản sự việc. Vào ngày 6 tháng 5 2021, công ty đã ra quyết định sa thải và gửi đến cho nhân viên D. Hôm sau, chị D tới công ty để đi làm thì không được bảo vệ cho vào vì lý do là chị D đã bị sa thải. Hỏi vậy chị D bị sa thải có đúng hay không?
Mình sẽ cùng nhau phân tích tình huống này dựa trên quy định của Bộ Luật Lao động 2019. Thì theo quy định tại Điều 125 Bộ Luật Lao động 2019 về việc áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải, trường hợp người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng chất ma túy tại nơi làm việc, thì công ty đã có thể áp dụng hình thức kỷ luật sa thải. Căn cứ vào quy định nói trên, thì pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể mức giá trị tài sản bị trộm cắp là bao nhiêu để làm căn cứ ra quyết định sa thải người lao động, mà cho phép công ty có thể dựa vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình để đưa ra mức giá trị tài sản và quy định cụ thể trong nội quy lao động hoặc là quy chế của công ty để áp dụng xử lý kỷ luật lao động. Cho nên, các bạn sẽ thấy là thông thường ở các công ty sản xuất, nếu mà họ có chính sách rõ ràng thì họ sẽ thường đưa cái giá trị tài sản vào trong nội quy lao động, tức là tương ứng với một giá trị tài sản bị trộm cắp bao nhiêu sẽ được áp dụng hình thức kỷ luật tương ứng, để khi có phát sinh các sự việc thì họ cứ căn cứ vào đó, người làm nhân sự căn cứ vào đó để xử lý kỷ luật theo hình thức tương ứng, rất là rõ ràng và đảm bảo chính xác theo quy định của pháp luật. Quay trở lại tình huống trên á, thì nếu mà công ty cũng có quy định trong nội quy lao động với mức trộm cắp giá trị 50.000 đồng và bị áp dụng hình thức kỷ luật sa thải, thì việc công ty có quyền sa thải chị D theo nội quy lao động đã quy định thì hoàn toàn chính xác các bạn nhé. Tuy nhiên, trong tình huống trên lại phát sinh một vấn đề, đó là công ty đã tự ý ra quyết định sa thải mà không tiến hành đầy đủ các bước kỷ luật xử lý kỷ luật lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động. Như vậy thì công ty đã hoàn toàn xử lý kỷ luật trái pháp luật lao động. Các bạn có thể xem lại trình tự các bước xử lý kỷ luật lao động trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là áp dụng hình thức kỷ luật sa thải, thì mình sẽ trải qua những bước như thế nào ở trong bài 2 của phần, xin lỗi, ở trong phần 2 của bài học này mình cũng đã có nêu rất là rõ, các bạn tìm hiểu lại để nắm một cách chính xác và kỹ càng hơn nhé. Vậy thì qua ví dụ của bài học trên thì mình có một khuyến nghị, công ty nên có quy định trong nội quy lao động về giá trị tài sản mà người lao động trộm cắp bao nhiêu thì sẽ tương ứng với hình thức kỷ luật tương ứng, thì như vậy sẽ chặt chẽ và rõ ràng cho người làm nhân sự khi xử lý kỷ luật lao động. Đồng thời, khi mà công ty tiến hành sa thải người lao động thì phải thực hiện đúng trình tự theo hướng dẫn của phần 2 bài học này, chứ không phải là thích thì ra quyết định sa thải. Trên đây là một vài tình huống làm rõ hơn về quy trình xử lý kỷ luật lao động. Đây là một phần trong công việc CNB được đánh giá là khá khó, bởi vì người làm nhân sự phải tuân thủ rất là nhiều quy trình, quy định, không được chủ quan, không được dùng quyền lực để xử lý một cách máy móc vô tội vạ. Tóm lại, ba nguyên tắc vàng các bạn cần phải nhớ khi xử lý kỷ luật lao động, đó là phải đúng trình tự, đầy đủ thủ tục và đảm bảo trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động. Mình qua phần thực hành bài học. Trong bài học này, đầu tiên bạn hãy đảm bảo rằng là mình nắm được các kiến thức ở phần 1 và phần 2 và sẽ chủ động phân tích được các tình huống trong phần 3 của bài học này. Đồng thời, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm nhiều tình huống khác trên Internet để mình rèn luyện thêm kiến thức các bạn nhé. Mình qua phần ôn tập nội dung bài học ngày hôm nay. Trong bài học này, mình đã cùng nhau đi qua các tình huống ví dụ về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, thế nào là tạm hoãn xử lý kỷ luật lao động, thế nào là xóa kỷ luật lao động, tiếp theo là họp xử lý kỷ luật lao động khi công ty chưa thành lập công đoàn cơ sở thì làm như thế nào, và cuối cùng là hành vi trộm cắp giá trị bao nhiêu thì sẽ bị sa thải. Bài học tiếp theo mình sẽ cùng nhau tìm hiểu vào tuần sau, có chủ đề là làm gì khi sếp yêu cầu kỷ luật nhân viên trái quy định pháp luật. Bạn có thể xem trước nội dung bài học trên trang blog hrvnacademy.com và đón xem slide bài giảng trên kênh YouTube HRVN Academy.
Đồng thời bạn cũng có thể nghe lại tất cả các bài hướng dẫn của mình trên tất cả các nền tảng podcast phổ biến hiện nay. Chỉ cần tìm với từ khóa HRVN Academy các bạn nhé. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào với nội dung bài học ngày hôm nay hoặc là có mong muốn đóng góp cho nội dung của kênh HRVN Academy, vui lòng để lại comment bên dưới. Mình rất vui và sẽ phản hồi cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu bạn yêu thích bài học ngày hôm nay, đừng quên like để lan tỏa thông tin, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình và HRVN Academy. Tôi là Thành HR, đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào phần 2 của bài học.